Rồi, vừa rồi mình lúc nãy thì mình có xin phép cửa hàng cho mình được đề nổ máy cái con Ducati Scrambler 1100 bản Sport Pro này cho các anh em nghe nè. Đó thì mình sẽ đề máy lên cho các anh em nghe tiếng buzin một xíu nha. Nói chung là trong showroom thì mình đề nhỏ nhỏ, mình đề một lúc thôi để cho các anh em gọi là nghe thấy tiếng máy, thấy sự phấn khích thôi ha. Rồi, đề nha các anh em. Chào các anh em, chào mừng các anh em quay lại với kênh YouTube của mình nha bạn. Thì hôm nay mình đang có mặt ở bên cửa hàng đây. Nói chung là một cửa hàng rất là đẹp mà một lần nào qua mình cũng gọi là phải là qua rất là lâu, ở rất là lâu ha. Bởi vì bên showroom họ rất là đẹp nha các bạn, bên Ducati, bên 47 ha. Thì đây là showroom chính của họ nha các anh em. Đó, các bạn mua xe. Thì hôm nay lý do mình qua đây á, bởi vì bên Ducati cách đây 2-3 ngày đó họ mới về mấy cái mẫu Scrambler 1100. Thì mấy con xe nằm ở góc kia. Đó, thì lát nữa mình sẽ nhờ một bạn bên cửa hàng sẽ chia sẻ mấy con xe này cho các anh em. Thì nói chung là nó cũng 2-3 tháng trước nhưng nó cũng về rồi, nhưng mà đợt này mình thấy về nhiều xe á. Đó, đây có cái này hay, mình thấy bên Ducati giờ có chỗ này nè. Đó, dành cho anh em nào mà có con nhỏ ha. Đó, qua đây cho ngồi chơi, cho ba tha hồ đi coi xe. Đó, cho vợ ngồi đây cũng được nha các anh em. Ha, một cái chỗ nhỏ này cho con nít. Đó, showroom đây. Rất là rộng rãi và thoáng mát các bạn ơi. Đường bên này nó cũng đẹp nữa ha. Mình đang mặt trước là bên trong này là khu chế xuất Tân Thuận nha các anh em. Mặt đằng trước là cái đường số 7 á, bên khu chế xuất Tân Thuận ha. Thì rất là thuận tiện để anh em chạy test drive này kia qua đây. Đó, còn bên ngoài ngoài kia nó hơi nắng xíu, nhưng mà bên ngoài đó là những chiếc xe mà demo để cho các anh em chạy test drive của bên cửa hàng Ducati nha các anh em. Hyper, Scrambler, rồi Monster, Multistrada với lại con Devil đó. Rồi giờ mình đang đợi bạn bên cửa hàng, họ đang tiếp khách, cái gì lát nữa mình sẽ nhờ bạn nó giới thiệu thêm về mấy con xe này cho anh em coi nha. One eternity later. Hello các anh em, ở trước mặt các anh em đây là cái lô hàng Ducati Scrambler 1100 ở bên Ducati bên showroom bên quận 7 này các anh em. Ở đây mình tính nhờ một bạn sale ở bên đây, nhưng mà sale họ mấy anh em bên này họ đang bận với lại bận khách đó các bạn, nên là mình cũng không tiện để mà interrupt họ ha. Thì ở đây mình làm clip ngắn chia sẻ thôi ha. Đó thì đây là con 1100 Pro Sport Sport Pro nè các anh em. Đó, ba con này thì đây bên đây cửa hàng thì bên góc này thì mình thấy có ba con. Hồi nãy thì có thêm hai con bên này, một con bản Pro chứ một con bản Sport Pro thì đã được chuyển ra ngoài Hà Nội rồi. Đó, ở đây thì còn lại 6 con nha các anh em. Nói trên showroom thì mình thấy còn 6 con. Đó, thì ba con này bản Sport Pro á, thì các em như em nhìn thấy ở đây nó có cái phuộc trang bị phuộc ô lin trước sau nè các anh em. Màu vàng ha, đó. Trước sau ô lin. Và nó chỉ có một màu đen này thôi nha các anh em. Nó ba con bên này thì nó là Sport Pro, khá là dễ phân biệt ha. Sport Pro nó có chút sầu ô lin này, ô lin đàng hoàng nha bạn. Màu vàng rất là nổi bật ha. Đó. Còn con bản Pro bình thường thì nó không có phuộc ô lin nha các em, hình như là phuộc sau của nó là KYB, còn phuộc trước là của Maruti thôi các anh em. Màu cái phuộc màu đen, cái này nó phuộc màu vàng ha. Với lại một cái điểm khác biệt nữa ở đây mình chú ý đó là cái tay lái nha các anh em. Đó, tay lái của con này thì bản Sport thì nó cao ha các anh em. Nó đưa cao lên như vậy ha. Còn đây là bên bản Sport Pro thì nó là ngang ha. Tay lái nó ngang hơn nha các bạn. Tay lái này nó cũng gọi là nó ngang, nó thấp hơn, nó ngang hơn. Đó. Kiểu này cái tay lái này nó cũng gần gần giống với lại Cafe Racer này nè các anh em. Với lại ở đây mình thấy một điểm đó là cái cặp kính nha các anh em. Kính ở đây thì nhìn nó nhìn Sport hơn nha các bạn. Kính bên kia thì nhìn giống mấy kính bình thường, xe bình thường ha. Đó, còn kính này là kính gù nè các anh em. Nhìn nó Sport hơn nha các bạn. Hình như nó còn khác nhau một cái nữa là cái phần yên nè các bạn ơi. Yên con này, yên con bản thường thì nó màu đen ha. Còn yên con bản Sport Pro thì nó màu này là màu giống giống màu da này các anh em, màu nâu ha. Đó, một vài điểm khác biệt như vậy.
Và bản Sport Pro là nó chỉ có màu đen thôi nha các bạn. Nó chỉ có ba con này màu đen. Còn Pro thì là nó có cái bình xăng màu bạc này các bạn. Đó. Về máy móc này kia thì nó giống nhau ha. Cái công suất của nó đâu đó tầm 86 mã lực nha các bạn. Máy L và 86 mã nha các bạn. Đó. Và như nó có 3 mút chạy. Con này mấy con này có 3 mút chạy. Ở đây nó có cái có một con Sport Pro đây thì họ có gắn sẵn cái chìa khóa để mình bật đồng hồ lên cho các anh coi nha. Đồng hồ rất là đặc trưng của Scrambler nha các bạn. Con này thì nó có mốt ở đâu đây nè. Chỉnh biết cách chỉnh đây 3 mút chạy nè các anh em. Active, Journey và City. Hình như cái chạy mà Active là chạy gọi là mạnh nhất nha các anh em. City là mức chạy trong thành phố ạ. Thì như là mức chạy một City cái mốt chạy City là nó tầm đâu 85 mã. Còn Journey với Active thì nó lên 86 mã nha các bạn ạ. Còn Active với Journey thì như nó 86 mã nhưng mà cái Active là mạnh nhất nha các anh em. Nó ở đây có nút chỉnh để chúng ta chỉnh mốt ở trên đây nè các bạn. Đó. City, Journey, Active ha. Đó. Traction control của ABS trong cua luôn nha anh em. Đó, Ducati trước giờ trang bị rất là hoành tráng rồi ha. Rồi. Cho các bạn coi cái đầu đèn trước nè các bạn. Đó. Đây, đèn demi led rất là đẹp nha các anh em. Nó đằng trước thì nó có chữ X ha, rất là đặc trưng của Scrambler. Đó. Bật xi nhan cho các anh em coi nha. Full led nha các bạn. Đó, đằng sau ha. Đó. Rất là đẹp nha các anh em. Chiều cao con này là 835 mm nha các bạn. Đối với một người cao 1m65 của mình thì ngồi nó cũng hơi chống chống chứ không phải là quá cao mà cũng không phải là quá thấp nha các bạn. Nó hơi chống chống ha. Đây thì mình tay mình bắt cầm GoPro thì chân mình vẫn phải chống, nói chung là chống hơi chân nhón nhón mũi xíu nha các bạn. Nhưng mà nói chung xe bây giờ chạy các em chỉ cần chống một chân thôi là đã có thể chạy được xe một cách ngon lành rồi nha các bạn. Đó. Ha. 3 mút chạy và có traction control luôn nha anh em. Con này có traction control. Đó, DTC này, Ducati Traction Control đây nè các anh em. Đẹp quá các bạn ơi, con Scrambler này kiểu dáng trước giờ nhìn nó rất đẹp ha. Không, Olin nè, nhìn rất là hoành tráng ha. Olin rất là bự nha các bạn. Vàng bóng luôn ha. Phanh thì phanh Brembo monoblock. Đĩa đôi nha các bạn, trước đĩa đôi ha. Trang bị đều Brembo hết. Ở hai bản này thì Sport với lại Sport Pro đều có trang bị Brembo nha các anh em. Hình như đằng sau cũng Brembo luôn, đúng rồi. Sau cũng Brembo luôn nha các anh em. Đều Brembo hết ha. Trang bị rất là đáng tiền nha các bạn. Rồi, vừa rồi mình lúc nãy thì mình có xin phép cửa hàng cho mình được đề nổ máy cái con Ducati Scrambler 1100 bản Sport Pro này cho các anh em nghe nè. Đó, thì mình sẽ đề máy lên cho các anh em nghe tiếng buzin một xíu nha. Nói chung là trong showroom thì mình đề nhỏ nhỏ, mình đề một lúc thôi để cho các anh em gọi là nghe thấy tiếng máy, thấy sự phấn khích thôi ha. Đó. Rồi đề cho các anh em. Rồi, thì ở đây mình thấy là vậy là còn 6 con, đây mình thấy 6 con rồi sao? Trưng bày đây thôi đúng không? Đó, 6 con trưng bày đây thì đây Sơn nha các anh em. Nãy giờ Sơn hay bận với khách thì các anh em nào có nhu cầu về xe Ducati thì có thể tới gặp Sơn ở đây ha. Đó. Thì cho anh nói xíu con này giá tham khảo hiện tại nó là nhiêu Sơn? Giá thì sẽ có hai bản, mình có hai bản mình biết được. Thì bản này là bản Pro. Giá nó sẽ là 478 triệu. 478. Sport Pro này thì 536 triệu. 536 là thì giá này chưa bao gồm phí đăng ký ra biển, tại vì mỗi vùng nó sẽ khác nhau. Đúng rồi, giá về. Thế bà vậy là con này nãy là Pro mới đúng chứ không phải là Sport, con này là Pro, con này là Sport Pro. Đúng rồi.
À, nãy giờ mình sorry anh em là mình nói nhầm con này thành Sport nha anh em. Con này là Pro và con này là Sport Pro. Đó thì hình như là sao cho anh hỏi xuống hình như là cái này là hai cái tên mới của dòng xe này luôn đúng không? Ngày xưa nó là cái tên gì đó? Nó là 1001 với lại 1001 Sport. À. Thì nó là bản Pro thì nó có hơi có thay đổi xíu. Ok. Nó thay đổi nhiều ở cái khoảng nhìn bề ngoài thì nó sẽ là cái nước sơn. Nước sơn thì đúng cả hai bản này nó sẽ kết hợp giữa cái nước sơn bóng và nước sơn nhám. Ừ. Trên cùng cái chi tiết như là cái bình xăng. Ok. Vừa có bóng của nhám đây ha, đây là bóng của nhám. Nhám. Ở bên đây cũng vậy. Thì cái kết hợp này nó nhìn khá là tinh tế. Okay. Và thứ hai nữa là cái bô, tại vì là bô đứt hai bên. À đúng, đứt hai bên thôi. Giờ nó đưa về cửa một đưa bên. Đưa về một bên thôi. Ok. Với lại cái ghi đông nó cũng hơi khác xíu. Ghi đông với lại anh thấy cặp phuộc nó đúng không? À, phuộc vẫn vậy. Riêng ghi đông của bản Sport Pro này sẽ hạ thấp hơn nữa. Thì nó sẽ hơi giống với lại ghi đông của bản này ship. Nhưng mà giữa hai cái bản này là anh thấy khác nhau giữa cái phuộc là chủ yếu đúng không? Phuộc. Phuộc một cái là Olin, một cái năm nay trước là Mitsubishi đúng không? Đúng rồi, Mitsubishi. Lần sau là KYP đúng không? À, phuộc sau của hàng này KWB đúng rồi. Đó với lại cái cụm tay lái với lại ở đây mình thấy nó là cái lúc nãy là có cái kiến ha. Đó. Cái gương. Với lại cái yên thì màu nó cũng hơi khác, bên này màu đen. Đúng rồi. Hơi màu... khác xíu, không khác nhiều. Khác nhau cái màu luôn các anh em ơi. Chỉ là một vài cái đường chỉ người ta đây may thôi. Nó quan trọng là nhìn sướng đó anh em. Sờ vô sướng cứ nhìn thấy ô lình là thấy sướng. Đó. Hai phục chỉnh được. Ừ, chỉnh được đúng không? Chỉnh được rebound này kia đúng không? Mấy cái nhiều mấy cái thông số thì Oakland nó sẽ thiên về thể thao. Chạy tốc độ cao ổn định hơn. Cái này là 31 lái đúng không? 31 lái. 31 lái. Và theo tầm 80 mấy mã, 86 mã đúng không? 86 mã. Thì một vài cái thông tin như nãy mình có trao đổi thì có nhờ Sơn xác nhận lại vậy các anh em vậy ha. Đó. Là bên showroom thì vẫn còn Minnesota 821 ha. Đó, còn ba con 821. Cuối cùng cái Monster mới về đúng không? Monster mới về. Super Sport đăng kia nữa kìa anh em. Bản cũ cuối cùng luôn. Như con bên đây là con Monstrada 1260S. Đó. Là chiếc cuối cùng luôn. Đó. Ha, thì nói chung là Ducati họ thay đổi nhiều về thiết kế với cụm máy này kia lắm các anh em. Mấy con này thì được lên sẽ được lên V4 hết nè. Đó, các anh em nào mà vẫn còn thích những cái mẫu cũ thì có thể ghé bên showroom tham khảo nha các bạn. Đó, bên Ducati hay gặp Sơn hoặc là gặp Nguyên. Đó, các anh em nào có thể tới, nói chung mấy bạn xem bên đây rất là dễ xương, dễ thương. Đó. Đó, đi vòng vòng xíu cho anh em coi thì đây là bô này là của thằng V2 hả? Wow, nhìn cặp bô đá ha. Tương tự với đại 959 của trước. AK hả? À, anh cứ tưởng là sẽ kèm thêm mát nữa. Nó có bản mát sẵn đúng không? Đúng rồi. Tẹt, bộ tẹt Mini Uni. Cái Mini này dành cho Diavel. Mà thường Ducati là người ta hay đi với lại tẹt. Nếu mà đúng bài là tẹt luôn. Bây giờ thì những dòng như là Monster, Diavel, Hyper, Scrambler. Thì với Multi thì đi với lại tẹt Mini. Ok. Còn những dòng như là Sport, Sport thì Mobile, thì vẫn đi với AK này kia. Thì đi với AK. Mà bây giờ thì cái phiên bản mới Multi V4 cũng đang đi với AK. Ok. Đó, bên đây là một vài cái chỗ về bên bán đồ bảo hộ nha các anh em, đồ bảo hộ của Ducati. Đó. Giày giếng này kia ha. Rồi vậy thôi. Chung cảm ơn các anh em đã theo dõi clip nha. Và cái thông tin như vậy đến các anh em ha. Showroom rất là đẹp đẽ và rộng rãi nha các anh em. Ngoài kia đường chạy test ride cũng rộng đó. Rồi cảm ơn Sơn nha.